sao? Rốt cuộc muốn sao đây? Ngay cả ông trời cũng giúp ta, tại sao mùi lại nhúng tay vào làm hư chuyện tốt của ta? Lưu Niệm, mùi cứ chờ huynh hội tâm chuyển ý. Tại sao mùi không thể cảm động được huynh? Làm việc cho triều đình là trách nhiệm của ta, cho dù người thân xa lánh ta cũng cảm thấy đáng. Chúng ta mỗi người một chủ, mùi nên hiểu ta. Xin lỗi, lúc nãy huynh không kiềm chế được. Muội không sao chứ? Thật ra như vậy cũng tốt, cứ coi như huynh nể mặt đại tàng. Từng làm huynh đệ cũng không thể làm việc quá tuyệt tình. Muội nói đúng không? Muội sẽ không tin huynh nữa. Muội có thể không tin huynh, vậy muội có tin là bây giờ huynh có thể xông vào tứ hợp viện giết sạch bọn họ không? Đừng mà. Đừng. Đừng mà. Đừng. Muội cầu xin huynh. Muội làm vậy đáng sao? Vì muội yêu huynh như vậy đáng sao? Ngoan ngoãn nghe lời, sau này chuyện của huynh đừng có nhúng tay vào. Để huynh hoàn thành đại nghiệp, huynh sẽ cùng muội sống cuộc đời chúng ta muốn sống. Khiếp mắm đốc thái đại nhân, không thấy bà Tâm Không. Dì
Chu. Diệp Chu. Hầu gia, có phải muội sắp chết không? Muội thật không ngờ cha muội vẫn còn sống. Muội sẽ không sao đâu. Hãy tin huynh, muội sẽ không sao đâu. Diễm Nhi, đúng là con rồi. Ông đừng qua đây. Nó là con của ta. Ông tới đây làm gì? Nó là con của ta. Thanh Bình Kiếm Khách quả nhiên vẫn chưa chết. Ông có muốn sao đây? Ta đến tìm con gái của ta. Ta muốn nói chuyện riêng với nó. Hầu gia, huynh ra ngoài đi. Tôi thật không ngờ đời này kiếp này tôi còn có thể gặp được phụ thân của mình. Con vẫn còn nhận người cha này. Diễm Nhi, tại sao con giấu họ đổi tên làm đại mã đầu bạch thủy thánh mẫu trên giang hồ? Tại sao không chịu về đoàn tụ với gia đình? Con không muốn nhận ta. Chẳng lẽ ngay cả con trai Bảo Ngọc con cũng không cần sao? Mau chịu lại, tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ ông không biết tại sao? Lúc tôi đi vào chỗ cùng đường, bạch thủy thánh mẫu đã cứu tôi. Tôi biết bà là ma đầu, mọi người căm ghét, nhưng bà coi tôi như người thân. Còn ông, ông dùng thủ đoạn đê tiện chia cắt tôi và Quốc Phi đàn người tôi yêu nhất đời, khiến cho huynh ấy chết thảm ở quan ngoại. Ông làm vậy có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa sao? Tôi cho ông biết, mãi mãi tôi cũng không tha thứ cho ông. Quốc Phi đàn, sao con cứ nhớ mãi vậy hắn? Hắn yêu kiếm điên cuồng, con tìm cách gì lấy con gái của ta? Đừng nhắc đến huynh ấy. Thực ra ông đâu hiểu cái gì là tình và yêu trên đời. Ta không biết đối nhân xử thế. Ta giúp con nuôi dưỡng Bảo Ngọc thành người, chẳng lẽ cái ta bỏ ra không phải là yêu sao? Tình yêu của ông đối với Vương Bảo Ngọc, ông thử hỏi lương tâm của mình đi. Ông đối xử tốt với Bảo Ngọc là vì cái gì? Chính là vì mong nó thay ông vượt hẳn mọi người. Ông không cho nó họ Bạch, không phải vì nó khiến ông cảm thấy sỉ nhục sao? Ta hy vọng Bạch gia quan tâm Diệu Tổ là vì cái gì? Đúng vậy, Bạch Tam không mãi mãi không bao giờ sai. Nhưng tôi nói cho ông biết, nếu muốn tiêu diệt giang hồ để lấy lòng triều đình, không bao giờ ông làm được đâu. Có nhiều chuyện con không thể hiểu được. Nếu như con còn nhận người cha này thì con nên nhận Bảo Ngọc. Nên nhận Bảo Ngọc đi. Xin dừng bước. Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Tình Không đại sư có phải do ông giết hay không? Chuyện đã đến nước này, ta cũng không cần giấu nữa. Những chuyện ân oán bao nhiêu năm trên giang hồ đều do tay ta gây ra. Tình Không chết cũng bởi tay ta. Sao ông có thể làm như vậy chứ? Chuyện đời như ván cờ,
chúng ta chỉ là con cờ trong bàn cờ đó thôi. Giết chết Tình Không chẳng qua chỉ là nước cờ trong ván cờ đó. Hầu gia có từng nghĩ, bắt đầu từ ngày bước xuống thuyền bùm ngũ sắc, hầu gia đã trở thành con cờ trong ván cờ này. Chúng ta đều là con cờ. Ông vì vinh và phú quý làm tai sai cho triều đình. Tôi thấy ông hoàn toàn không xứng đáng là một đại hiệp. Đây gọi là không cùng đạo không thể nói được. Tâm tư của ta ngài không thể hiểu được, không thể lý giải được. Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu. Chuyện bán bạn cầu vinh tôi thật sự không thể nào hiểu được. Suốt đời tôi cũng không thể nào hiểu. Ta hỏi hầu gia, tâm tư của Hầu Viên Đại Tạng ngài có thể hiểu không? Hắn là người bồng lai đến Trung Nguyên, gặp người thì giết. Võ Lâm Trung Nguyên đều coi hắn là đại ma đầu. Đâu có ai biết mọi chuyện hắn làm để vì hoàn thành chí mệnh của sư phụ. Ta chỉ muốn nói là có những chuyện nhìn ở góc độ khác thì ngài sẽ hiểu. Vậy tôi nói theo góc độ khác. Hô Viên Đại Tạng là con trai của Quách Phi Đằng, cũng là cháu ngoại của ông đó. Hầu gia nói gì? Hô Viên Đại Tạng chính là cháu ngoại của ông. Hèn chi tướng mạo của nó giống hệt Quách Phi Đằng, đúng là tạo hóa trơ trêu. Món nợ của Tình Không đại sư ông nhất định phải trả. Chuyện đã đến nước này, chết dưới kiếm của hầu gia cũng là cách giải thoát hay. Ta không thể dậu đổ bìm leo, đợi hầu gia khỏi hãy đến giết ta. Còn về Phương Bảo Ngọc bị dây trong tứ hợp viện, có cả Bô Nguyệt, các người Dương Đại Hiệp đã điều tra rõ rồi, thiệt thòi cho ông, chỉ là hiểu lầm. Thực ra là ý của triều đình. Nè Dương Đại Hiệp, ta kính ông một chung. Người đến tìm ta cuối cùng có chuyện gì, người mau nói đi. Minh chủ quả nhiên liệu việc như thần, tài trí hơn người. Được, vậy ta nói ngay vào chuyện. Là như vậy, ông và Châu Nhi dù gì cũng là tình nghĩa cha con, máu đậm hơn nước. Ta đoán chắc chắn ông rất muốn gặp cậu. Họ lúc nào cũng bên nhau, nhất định biết tin tức của cổ thành La Á. Ta muốn ông đi dò la, để ta dễ ăn nói với triều đình. Ngươi đừng hòng. Ngươi lợi dụng ta giết chết bao nhân sĩ võ lâm, khiến ta thành tội nhân của thiên hạ. Bây giờ ngươi lại muốn lợi dụng cô gái ta. Ngươi tưởng ta còn tin lời dối trá của ngươi hay sao? Đúng vậy, vì theo đuổi danh lợi, có những chuyện ta làm không được quang minh lỗi lạc. Nhưng nếu so với kẻ đê tiện như ngươi thì ta vẫn còn kém xa. Dương Đại Hiệp rượu mời không uống, đã uống rượu phạt. Mạng quen của ông nằm trong tay của ta, vậy ông có tư cách gì mà ra điều khiển với ta? Ta hỏi ông lần nữa, ông đi hay là không đi? Ngươi đừng nằm mơ. Lôi lão ra ngoài. Chịp nhá, dừng tay. Đốc Thảo đại nhân, phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm.
Ta quá là hồ đồ, đã làm cho thằng nhỏ Bảo Ngọc đi vào con đường cùng. Ông trời thật biết đùa cợt. Ta phí bao nhiêu tâm sức muốn huynh tiêu diệt Bạch Thủy Thánh Mẫu, nhưng đó lại là con gái của ta. Thì ra Diễm Chúc vẫn còn sống. Chúng ta đã hồ đồ thật rồi, mê muội đầu óc, dùng cách này theo đuổi danh lợi. Hey, người tính không bằng trời tính, xem ra kế hoạch của chúng ta rất khó thực hiện. Không, đó là kế hoạch của Bạch Tam Không thôi. Ta đã bị huynh lợi dụng. Ta biết huynh thẳng ta tận sư tủy, nhưng mà lúc xưa ta giúp huynh làm minh chủ Võ Lâm là thật lòng thật dạ. Cứ tưởng triều đình ban thưởng cho ta thì ta kéo huynh cùng sống những ngày tháng ẩn cư, an hưởng tuổi già. Bạch Tam Không ơi, Bạch Tam Không, ta đang nằm mơ giữa ban ngày, an hưởng tuổi già, đó là giấc mộng xuân thu của huynh thôi. Huynh nói huynh làm gì cho triều đình, ta hỏi huynh, huynh có gặp đương kim thánh thượng chưa? Ngày có hoàng thượng của chúng chưa gặp, huynh nói huynh làm gì cho ngài à? Bây giờ huynh nghĩ kỹ lại đi, huynh đang làm gì cho ai? Cẩm Y Vệ, bọn chúng làm việc cho ai? Bọn chúng làm việc cho thái giám trong cung. Chúng ta đều bị mắc lừa rồi. Ta tính hết rồi, không còn gì nữa. Thật ra tên tiểu tử Mộc Lan đã nói đúng chuyện trong lòng ta muốn. Là chuyện gì? Ta thật sự muốn gặp Châu Nhi, nói với nó vài lời thôi. Đại hiệp, xin thứ lỗi cho, ông không thể vào trong được. Phía trước là tứ hợp viện đang phong tỏa tội phạm, đốc thảo có lệnh bất cứ ai cũng không được vào. Xin hỏi hai vị có chuyện gì? Ở đây không có chuyện của ngươi, tránh ra. Vậy tiểu nhân khó tuân lệnh được đó. Châu Nhi, cha đến đây làm gì? Một là thần quân phái cha đi tiêu phong sao? Châu Nhi, cha đến là để xin tội. Lúc trước cha đã làm rất nhiều chuyện sai, cha có lỗi với con. Cuộc đời cha vì theo đuổi danh lợi hại chết nhiều người, ông trời cũng đã trả báo cha rồi. Bây giờ cha đã biết sai, con có thể tha thứ cho cha không? Con không có người cha như vậy, con không tin lời cha nữa. Cha biết con sẽ không tha thứ cho cha. Không sao đâu, dù sao cha sắp đi xa, có thể gặp được con một lần cha đã mãn nguyện rồi. Hồ Viên Đại Tạng, vì cậu là người Bồng Lai nên ta đã coi cậu là kẻ thù. Hy vọng từ nay về sau ân oán giữa chúng ta một nét xóa sạch. Ta có hai chuyện làm phiền cậu. Chuyện thứ nhất, ta giao Châu Nhi cho cậu. Nếu còn sống ra ngoài, cậu hãy dẫn nó cao chạy xa bay. Xin cậu suốt đời đối xử tốt với nó.
Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ Châu Nhi. Trước khi ta đi, còn một thỉnh cầu. Xin cậu cho ta nhìn lại bảo kiếm Xích Tiêu. Dù gì ta vẫn là minh chủ võ lâm. Đây là mơ ước suốt đời của ta. Ta xin cậu cho ta nhìn lại nó. Đa tạ. Vì võ lâm minh chủ, ta đã gây ra nhiều chuyện ác, ta tự làm tự chịu thôi. Cha! 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 Tôi nhìn. Tôi nhìn. Đại nhân, tìm ta có chuyện gì? Không ngờ tình nghĩa của Bạch Đại Hiệp và Dương Điên lại sâu nặng như vậy. Chúng tôi cùng lăn lộn nhiều năm trên giang hồ. Vậy thì ông phải giúp ta đóng vai giang hùng trong tuần này. Giúp ta khuyên hắn, hỏi thăm tin tức của cổ thành La Á. Ta nghĩ chắc chắn là họ biết cổ thành La Á ở đâu. Đông Thảo đại nhân, sao lại bỏ gần câu xa? Sao không phái thêm nhiều binh lực đi tìm cổ thành La Á? Tự mình tìm không phải càng nhanh sao? Ta phải người đi tìm rồi, nhưng không có kết quả. Bây giờ không biết tính sao. Vậy tại sao Đốc Thảo đại nhân không tấn công vào Tứ Hợp Viện, xông vào trong đó bắt người, trực tiếp tra hỏi không phải nhanh hơn sao? Đánh vào trong không tránh được trận ác chiến. Huống hồ ông nghĩ bọn họ sẽ nói thật với ta sao? Bây giờ phải chơi đòn tâm lý. Ông có biết sư tử quy mãnh lúc vô bắt con mồi thông thường sẽ cắn đứt huyết quản của nó trước, sau đó mới từ từ đùa giỡn với nó. Bây giờ họ bị ta dây ở trong Tứ Hợp Viện, họ là con mồi của ta, còn ta chính là con sư tử quy mãnh đó. Vậy Độc Thảo đại nhân muốn xử trí những người đó thế nào? Bạch Đại Hiệp không cần lo lắng, chỉ cần họ chịu giúp ta, chỉ cần Phương Bảo Ngọc một lòng quy thuận triều đình, triều đình sẽ đối xử khoan dung, không bạc đãi họ đâu. Khai bẩm Đốc Thảo đại nhân. Nói. Dương Điên chết rồi. Bảo Ngọc, ông ngoại thật sự có lỗi với con. Ta đúng là thông minh một đời, hồ đồ một lúc. Đúng là thứ rác rưởi vô dụng mà.
Đặng Thần Quân, ngươi đừng ép ta quá đáng. Món nợ này nhất định lão phu sẽ tính như ngươi. Đây là số thuốc ta tìm được, hai người uống vào thì có thể khỏe lên. Hầu gia, làm phiền ngài chăm sóc cho Diễm Nhi. Cha đã nghĩ thông suốt rồi, Diễm Nhi, những chuyện cha đã làm đều sai. Cha đã hủy hạnh phúc của con, con hãy tha thứ cho cha. Cha cũng không mong con tha thứ cho cha. Cha đã làm sai quá nhiều. Cha chỉ muốn nói với con, đừng phạm sai lầm như vậy với bọn nhỏ nữa. Đừng hủy hoại hạnh phúc của bọn chúng. Hai người nên nhanh chóng hợp mặt với Đại Tạng và Bảo Ngọc. Trước mắt Tứ Hợp Viện vẫn còn được an toàn. Ngọc Lan Thần Quân có tính toán riêng, tạm thời hắn không hành động đâu. Cha, cha cũng phải bảo trọng. Ta không ngờ lúc cha còn sống có thể nghe con gái của mình gọi một tiếng cha. Hai người cứ yên tâm, phía Mộc Lan Thần Quân ta sẽ cố đối phó. Trên Bạch Dương Quán, cha muội vị thanh kiếm này giết bà nội muội, sau đó ông lại dùng thanh kiếm này ép muội giết huynh. Tại sao cha muội vì danh lợi chuyện gì cũng làm được? Cuối cùng ông lại chết với thanh kiếm này. Có thể trên đời này đúng như sư thái nói, đều là nhân quả báo ứng. Chuyện của Dương Điên chúng ta đã biết, bây giờ Châu Nhi thế nào? Cô rất đau lòng. Dù gì cũng là cha ruột cô ấy, lại tự sát trước mặt cô ấy, chắc chắn cô ấy rất đau lòng. Trải qua nhiều phong ba, ta tin rằng Châu Nhi sẽ kiên cường, không sao đâu. Thanh kiếm này lúc ta rời khỏi am đường đoạt được từ tay của Dương Điên, cuối cùng mới lấy được rồi. Ta nghĩ hay là huynh giữ đi. Tại sao vậy? Chúng ta cùng nhau đối phó Mộc Lan, còn chuyện của chúng ta không cần phải vội. Cha! Thanh Nội! Ngọc! Cha! Bùi Nguyệt! Cô bị thương rất nặng. Bùi Nguyệt, cô chịu khổ rồi. Cha không sao chứ? Cha không sao. Chúng ta vào trong đã.
Bây giờ bọn ta bị thương, phải tìm một nơi để ẩn nấp. Ông ngoại con đã nói là có không bị dây ở đây. Ông ngoại con, sao ông đi thăm hai người? Ông có ý gì chứ? Ông ngoại con nội lực thâm hậu, bị một chưởng của ông ấy, đúng là chín chết một sống. Đã thương xong lại đến thăm, chuyện này lạ thật. Bộ người chôn gì, làm phiền hai con ra ngoài một lát. Ta và Hồ Gia muốn trò chuyện riêng với Bảo Ngọc và Đại Tạng. Bà nói cái gì? Bà là mẹ con? Ta Bảo Ngọc. Hồ Gia, chuyện này là thật sao? Phải, đây là mẹ con. Thật ra ta muốn nói với con từ lâu, nhưng không có cơ hội. Bây giờ tình hình nguy cấp, nếu không nói với con, sợ em sẽ không còn cơ hội. Đây cũng là ý của ông ngoại con. Không, không thể nào, không thể nào, chuyện này không thể nào đâu. Bảo Ngọc, không, Bảo Ngọc. Mua bình tĩnh. Bây giờ cả nhà đoàn tụ, tôi chúc mừng mọi người. Đại Tạng, chuyện này cũng liên quan đến cậu, cậu khoan đi đã. Tôi là người Bồng Lai, không liên quan đến chuyện nhà các gì. Kim Kết Quốc Phi Đằng đã chết dưới kiếm của sư phụ con. Có chứng cứ gì không? Con quên sao? Ta từng hỏi thân thế của con, con nói với ta, con nói sư phụ con là Công Tôn Lương phái thiên giới ở Bồng Lai. Con còn nói với ta, cha con và sư phụ con yêu kiếm như mạng sống, trước khi cha con lâm chung đã gửi gắm con cho sư phụ con, có đúng không? Đúng, chuyện này do sư phụ nói. Sư phụ có nói là ông và cha tôi quen biết nhau ở Trung Nguyên. Con nói ngọc bội trên người con là vật duy nhất mà cha con để lại cho con, có đúng không? Đúng. Ngọc bội là vật gia truyền của Quốc Phi Đằng, con vẫn coi nó là bùa hộ mệnh. Năm xưa Phi Đằng coi nó là tín vật định tình tặng cho ta, và ta đã tặng lại cho con vào ngày con đầy tháng. Hình xăm phi ưng trên lưng con cũng giống hệt hình xăm trên lưng của Phi Đằng. Tại sao sư phụ con lại đem đến Bồng Lai ta không biết, nhưng mà ta biết con là con trai của ta và Phi Đằng là con trai của ta. Theo lời bà nói, sư phụ tôi là kẻ thù giết cha tôi, Bảo Ngọc là tiểu đệ của tôi, bà là mẹ tôi. Không thể nào, tôi không tin. Chuyện này thực ra là sao? Ông ngoại của huynh từng là đại hiệp được thiên hạ công nhận, bây giờ lại trở thành ân khuỷu của triều đình. Còn mẹ huynh vẫn còn sống trên đời, nhưng lại nhẫn tâm không nhìn nhận huynh. Tại sao vậy? Bảo Ngọc, những chuyện này khó mà ngờ được. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Bồn Nguyên, trên đời này huynh chỉ tin mình muội thôi. Mãi mãi chỉ có mình muội. Mẹ huynh cũng có nỗi khổ riêng. Muội tin là bao năm nay chắc chắn bà đã rất đau khổ.
huynh nên vui mới phải. Ít ra mẹ huynh vẫn còn sống. Bảo Ngọc, ta biết tất cả mọi chuyện đối với cô vô cùng đột ngột, nhưng đó đều là sự thật. Mẹ con muốn nhìn con từ lâu, nhưng mà có rất nhiều lần mẹ con không thể mở lời. Mẹ con sợ bản thân không thể đối diện. Chính bởi vì cô cảm thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nên mẹ con đã chôn giấu bí mật này ở trong lòng, đã chôn giấu rất lâu. Cuối cùng mẹ con quyết định không chôn giấu mãi bí mật này nữa. Bao nhiêu năm nay con vẫn nghĩ mình là một đứa trẻ không cha không mẹ. Bây giờ ngài bảo con phải làm sao đi. Mẹ con biết đã có lỗi với con, nhưng mà mẹ con cũng đau khổ như con vậy. Bao nhiêu năm nay mẹ con vì những chuyện sai lầm lúc trước đã chịu trừng phạt rất nhiều. Sự trừng phạt đó chính là hàng ngày phải chìm đắm trong sự day dứt và đau khổ tự trách. Vậy còn con, lần này con đã bị lừa gạt, không hề biết sự thật, chẳng lẽ vậy là hạnh phúc sao? Muốn làm người nhất định phải học cách tha thứ cho người khác. Bồ Nguyệt, sau này con phải chăm sóc cho Bảo Ngọc nhiều hơn. Những chuyện đời trước bọn ta đã làm sai, kiếp này không thể giải thoát. Vì vậy ta mong đợi các con đừng làm những chuyện khiến bản thân mình phải thấy hối hận. Khoan đã, chuyện này có liên quan gì đến hôn nhân đại tạng? Ta nghĩ con đã đoán ra rồi. Con muốn ngài nói cho con biết. Nó là con trai của mẹ con và Quách Phi Đằng, và là đại ca của con. Các hạ chính là Kim Tử Dương, chủ nhân của Tủ Trì Nhục Lâm sao? Ta đã cố sức đến Tủ Trì Nhục Lâm của ông để chào hỏi, đáng tiếc ông đã đi rồi. Không phải ông đến kiếm cá sao? Sao lại đến chỗ này? Con người của ngươi nói chuyện sao còn thúi hơn xì hơi vậy? Lúc nào cũng quanh co vòng vo, rõ ràng ngươi muốn dò hỏi kiếm cát cổ thành là ở đâu, lại biết rõ là ta đến tìm bạn để uống rượu, ngươi còn giả bộ hỏi han chứ sảng khoái. Vậy cổ thành lá rốt cuộc ở đâu Kim đại hiệp? Dĩ nhiên ta biết, nhưng mà không thể nói với ngươi được. Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Ông không cần tìm bằng hữu nữa, ta đã giết họ rồi. Những bằng hữu của ta tuy không ổn lắm, nhưng cũng đâu đến nỗi bị bọn chuột như các ngươi mưu hại được. Bọn ta đúng là không ra gì, nhưng mà đánh nhau phải dựa vào số đông. Nếu ngươi đã giết bạn rượu của ta, vậy thì ta sẽ giết ngươi. Coi như là ngươi xui xẻo. Ha ha ha.
Xảy ra chuyện gì? Đốc thọ đại nhân đang đánh nhau với một người. Hả? Uh-huh.